Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Lu nha. Hôm nay thì Lu ngủ dậy, Lu tập thể dục một chút xíu. Sau đó thì đi tắm với hai con. Rồi điệu sơn móng tay. Sau đó thì Lu uống một làm một cái pha một cái ly nước nước chanh mọi người ạ. Chanh mật ong pha tới đây ấm ấm uống như vậy để phòng dịch corona đó, với lại nó cũng giảm cân nữa. Trước khi uống cái ly này thì ngủ dậy Lu có thói quen là uống một ly sữa, cũng một ly này đầy luôn một ly sữa, sữa không đường. Và bây giờ thì Lu đang nấu ăn. Mọi người đang làm gì đó? Mẹ trôn Lisa, xem Lisa có sợ không nha. Lần đầu tiên Lisa thấy mẹ sơn móng tay và sợ. Sợ, bỏ đi, sợ. Sợ. Lisa ơi! Lisa ơi! Sợ. Lần đầu tiên mẹ thấy mẹ sơn móng tay. Lâu rồi Lu không có sơn móng tay, tại vì cũng lười, mắc chăm con nên lười á, ít sơn. Hôm nay rảnh Lu ngồi Lu sơn cho vui. Sơn xong Ly ra sợ. Đó, bỏ đi, khóc bỏ đi. Đó, màu xanh chuối rất là đẹp, cũng không phải là xanh chuối nữa, màu xanh là rất là đẹp luôn. Trôn Ly ra, bỏ đi, bây giờ mẹ lại gần là bỏ đi này. Đây, móng tay mẹ đẹp không? Móng tay mẹ đẹp không? Móng tay mẹ đẹp không? Móng tay mẹ đẹp không con? Móng tay mẹ đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Móng tay mẹ đẹp không? Đẹp không con? Ê ê. Ê ê. Ê ê Lisa. Trốn rồi, trốn. Đấy, thôi thương quá, không có trôn em nữa. Chút xíu bế em lên cho em sờ sờ, cho em hết sợ. Xin chào cả nhà. Hôm nay bữa trưa thì Lu ăn cái đồ dư hôm qua. Lu ăn cái bánh ướt dư hôm qua. Lu sẽ làm nóng lên và ăn bánh ướt dư hôm qua, rau cũng dư hôm qua cho Lu với Lệ Hổ. Hai vợ chồng hai tô. Còn đây là đùi gà. Đùi gà hầm với rau củ cho Vanh Song với Lisa ăn trưa. Vanh Song cầm cái đùi gà để gặm, chắc gặm 2 cái. Còn 1 cái cho Lisa, Lu hầm 3 cái. Lu hầm là quả bí xanh với lại cà rốt với lại hành tây. Đấy, Lu hầm cho nhừ như thế này chút xíu cho Lisa với Vanh Song ăn này. Đó, ở nhà cách ly á nên là cứ bày vẽ cho nó đầy đủ ha. Ngon lắm luôn mọi người. Mọi người nấu cho con ăn như vậy ngon lắm. Lu cho ăn với cơm. Hello các mẹ bỉm sữa. Lu đang pha ngũ cốc cho Lisa uống. Mọi người cứ đổ nước vào, hoặc là pha với sữa Gallia, hoặc là pha với sữa Miu bình thường á, TH Miu bình thường, hoặc các sữa hộp bình thường á. Không phải mọi người múc ngũ cốc cho vô. Đấy, Lu pha cho Lisa uống sáng ngủ dậy mà uống một cốc ngũ cốc như thế này là no cành rồi, không cần phải ăn gì cả. Mà trẻ em thì ăn sáng thì nên như vậy. Không có nên sáng sớm ăn một tô bún, tô phở thì cũng không có tốt cho trẻ em đâu. Sáng cho uống sữa ngũ cốc như vậy nó đầy đủ vitamin hơn. Xong rồi trưa cho ăn cơm sau, bữa chính sau. Đấy, mọi người muốn mà lạnh, Lu thì Lu đang pha lạnh đấy. Nếu như mọi người mà muốn pha nước ấm cũng được, đừng có pha nước nóng. Pha nước ấm ấm thôi, pha nước lạnh cũng được. Nó chín rồi này. Bây giờ Lisa nó uống như thế này, sệt sệt như thế này á, Lisa nó uống hết luôn á.
Anh đang uống sữa. Bữa sáng thì anh và em cũng đều uống sữa và uống ngũ cốc chung như vậy đó mọi người. Rồi nhắm mắt lại, mẹ tìm con thỏ cho con. 1, 2, 3, mở mắt ra. Ta đà. Nói làm sao? Tiếng Việt. Tiếng Việt nói làm sao? Dạ con mẹ. Yêu mẹ để ở đâu? Tim. Tim, trời ơi. Hôn mẹ cái, bijou mẹ cái. Cho em với nhá. Chút xíu con tạc ta rê cho em đi ra với nhá. Em đi ra ơi. Cú cú. Đây ghế của em Lisa này. Đây đây là bàn của hai anh em để hai anh em ăn linh ta linh tinh đó. Đây ghế của Lisa này, của anh là ghế ô tô. Của em là ghế đẹp không? Trời ơi, lớn lên là em thích lắm ạ. Rồi. Hai anh em ăn con thỏ. Ôi, to nhờ. To không con? Quá to luôn. Ôi là lá. Ngon nha. Ôi dồi ôi. Đút cho em miếng đi. Cho em miếng chúp chụp 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 chụp. Cho em chúp chụp chụp. Cứng hả? Cứng quá hả? Mẹ bẻ nha. Ôi là rồi. Con đút cho em đi. Cảm ơn anh. Ôi yêu. Ở nhà cách ly rất là buồn ha. Á, có gì làm ngoài chơi với con đâu nhỉ á? Bà Trần nằm chơi mẹ này. Rồi Bánh Son ở đâu? Bánh Son chơi với papa ở đây. Một ngày trôi qua bình yên bên hai cục cưng Lisa. Lisa, papa, Bánh Son, mama, papa. Papa mới mua về cho con đó hả? Bây giờ hôm nay thì cuối ngày rồi, 5-6 giờ chiều thì papa tranh thủ chạy ra siêu thị. Đi nhanh về nhanh, mua lẹ, không là sợ virus đó, corona. Đó, con không có sờ vào mấy cái này con ạ. Chờ chút đi nha. Con ơi! Đây, để mẹ lấy cho. Ô, sao vậy? Ok. Đấy, mua những cái chai nước nhỏ nhỏ như thế này cho con này. Mấy cái chai nước nhỏ nhỏ như thế này cho con. Đó, con lấy một chai uống đi. Đấy, chai nhỏ nhỏ như thế này cho con. Thì cái nắp á, nó chỉ như vậy thôi. Đây, như thế này thôi. Con uống nó dễ, trẻ em uống dễ. Đây con ơi mẹ mở rồi, con đừng mở nữa. Đây, chai này để ra UV. Đó, con mở rồi. Mày bỏ vô đằng kia. Đó. Mua sữa này. Sữa này là sữa tươi không đường à, về để uống. Mỗi sáng thì Lu thích uống, con nói được rồi. Nước cam. Nước cam này là nước cam 100% à, nguyên chất. 100% nguyên chất này. Rồi úi cha, bia. Trời ơi, bia. Đấy. Bánh mì. Đồ ăn cho Lisa. Rồi ba thông minh đấy. Mẹ không dặn nó cũng mua. Đồ ăn Lisa này. Cái gì con? Hai hộp như vậy hả? Rồi cho con uống đấy. Con uống đây. Xúc xích. Cái này đồ nhậu đây. Cái này đồ nhậu. Ok đây con. Ở nhà cách ly thêm một tháng nữa. Ở Pháp lại tiếp tục ở nhà cách ly.
nên là này là đồ ăn Lisa, nên là mua đồ nhậu, mua bia về ha uống. Cái này là da ua cho con. Đó. Cà phê. Ô, mở nữa hả con? Đây. Đấy, mọi người thấy cái bếp của Lu không? Đây là cái micro này, qua đó bếp, qua đó bồn rửa, đi đi vòng vòng như vậy đó, tới đó cũng rộng ha. Mà hai đứa con á nó vứt đồ tùm lum. Đó, bây giờ mình bỏ vào cái tủ này, đồ ăn này, tùm lum rau củ này, gì đây, ôi dồi ôi, trái cây hả. Chồng bảo là không còn một quả trứng nào, à, siêu thị hết trứng. Em ăn vạ. Ăn vạ anh. À, ba mẹ la nên là ăn vạ, nằm gục xuống anh hả? Ăn vạ. Ăn vạ ôm anh. Đấy, xin chào mọi người. Bây giờ là 6 giờ chiều thì mình bắt đầu chuẩn bị để ăn khai vị, tức là bên Pháp thì người ta hay thường ăn apéro á, là khai vị á, ngày nào cũng ăn, không có ngày nào bỏ hết á, cứ trước khi ăn tối là phải ăn khai vị. Ở bên này thì 8 giờ tối thì ăn tối. Và Lu thì tối hôm nay Lu ăn đơn giản thôi nên chắc Lu không có quay cho mọi người đâu, Lu ăn cái súp gà thôi. Đây là một trong những cái món khai vị của Pháp. Mua sẵn đó mọi người. Cái vị này là vị ba cân. Cái vị ba cân nó như thế này, nó như thế này mọi người này. Đó, Lu chuẩn bị xong rồi chút xíu anh băng xoa ra rồi ăn ăn khai vị đây như thế này à. Ăn giòn giòn ngon lắm. Còn đây là xúc xích. Đó, ăn khai vị thường ăn uống bia. Nên sao? Ôi, con không có chơi pizza mà. Con không có chơi pizza. Đó. Cái này mẹ bỏ ra đây. Cái này mẹ bỏ ra đây. Con không có được... Con không có ăn nhiều một lúc nha. Con phải chờ papa nha. Ok. Con giơ tay chào mọi người chưa? Con giơ tay chào chưa? Đúng rồi. Đấy. Sau đó thì Lu sẽ... Lu có một con heo dễ thương không mọi người. À, đây là con heo. Con heo nó bằng sứ, ở trong là nó như thế này, để đựng thịt của nó đấy. Đây là xúc xích. Đây là đây là xúc xích. Thì đây là cái loại xúc xích của Pháp mà có hạt hạt noisette. Có hạt noisette. Hạt noisette bên Việt Nam chắc là hạnh nhân đó mọi người. Đây mẹ cắt ra. Sau đó thì đây, nó ngon như thế này đây mọi người. Chút xíu nữa là Lu một chai bia, anh hổ một chai bia. Hai vợ chồng hai chai bia. Một cái cây xúc xích như vậy á, giá khoảng 3 euro. 3 euro thì khoảng 33 là 9, khoảng 80.000 Việt Nam đồng. Đó mọi người, nó cái vỏ thế này thì Lu cắt cái vỏ ra đi ha. Thì còn lại như thế này. Lu sắt mỏng mỏng vừa ăn. Đúng rồi, ngay sau con nhặt vào cho mẹ đi. Nhặt vào con heo cho mẹ. Đó. Không biết mọi người có nhìn rõ không nhỉ? Đấy. Đây, cái miếng như thế này mọi người. Đấy. Ngon lắm. Con không ăn thử không? Đây. Mình ăn thử miếng là chờ ba ba ra ăn thử. Ngon không? Ngon. Ngon con làm sao? Ngon là con làm vậy. Ngon. Giơ tay lên, ngón này ngón trỏ này này, ngón trỏ này là ngon.
đó, chờ papa ra. Tại vì papa đang ôm em đi ra đó. Em đi ra nhõng nhẽo quá nên là papa đang ôm em nằm trong giường. Đấy, em ngủ dậy xong rồi em leo nheo. Ba ôm em. Đây, con bỏ vào trong con heo đi. Chứ ba ra ha, mấy mẹ con mình. Ba với mẹ uống bia. Đây là trong nhà bếp thì Lu ngồi cái bàn nhỏ này của Lisa với anh Song á. Lu chuẩn bị chút xíu ra ngoài kia ngồi ăn. Lu chuyển nhà về đây thì được một tháng thì bị dịch corona nên là Lu chưa có mua được cái bàn ở trong nhà bếp này. Cái khu vực này là để bàn mà trong nhà bếp á, rộng mọi người, để được một cái bàn to luôn á. Mà dịch nên là cửa hàng đóng cửa hết, chưa có mua được cái bàn ăn luôn á. Thì bây giờ ăn ngoài phòng khách cũng được. Mẹ cắt một nửa cây nha. Con bỏ tay ra đừng, lúc mẹ cắt con đừng có bỏ tay vào, ok? Rồi, con bỏ vào đi. Con bỏ vào con heo đi. Thôi nha, cái này cắt mai ăn. Tại vì mình ăn một lúc một cây thì hơi bị nhiều á. Đây này mọi người. Hạnh nhân á. Xúc xích hạnh nhân. Chai bia nữa. Bả chảy luôn. Ngon không con? Con nói làm sao? Mama. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Con nói tiếng Pháp không à? Con phải chịu khó nói tiếng Việt nha. Đừng nói tiếng Pháp nhiều. Mẹ không có hiểu đâu. Nhá. Rồi từ từ thôi. Để mẹ lấy hai chai bia. Bia anh Phan Xoa mới mua về nó ngon, chưa có lạnh lắm. Bia này ngon lắm luôn á. Ở bên này nhà Lu hay uống bia của Mỹ, tại vì nó ngon hơn bia của Pháp. Đây Lu phải đứng lên, Lu phải lấy cái ghế này này. Lu đứng lên thì Lu mới lấy được cái ly. Tại vì Lu lùn quá. Đó. Rồi để đây. Đây mọi người. Đây là bia. Đấy. Chai bia này là 8,4 độ. Nồng độ là 8,4 độ. Còn bia Việt Nam mình chắc 3-4 độ á, 5 độ á maximum. Cái ly đẹp không mọi người? Đây là ly uống bia. Ly uống bia. Papa ơi. Không biết là Lisa nó không có chịu. Mời mọi người nha. Đây. Đấy, ba đang ôm mà. Ba đang ôm Lisa nên là mẹ với Banh Song thưởng thức trước, chút xíu ba ra sau. Ha, con ăn từ từ thôi, cách dành cho papa với mama. Con ăn lẻ quá, chút xíu con no quá, con không ăn tối được đó Banh Song. Chích. Rồi, sang tên. Nước của anh Song đâu?
chúc mừng mẹ thôi. Nước. Rồi. Santé. Chúc sức khỏe. Con nói chúc sức khỏe. À, ok. Ừ. Ngày hôm qua thì Tổng thống Pháp với mọi người đã thông báo là tiếp tục cách ly tại nhà một tháng nữa. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Không được đi ra ngoài, cũng không có được đi làm. Đố con ăn từ từ thôi. Cũng không có được cho ai tới nhà mình thăm hết. Đó, em gái của Lu đang ở cách Lu 20 phút mọi người ạ. Nhớ cháu. Muốn tới thăm cháu lắm. Muốn tới thăm chị lắm, muốn tới nhà chị để ăn trưa, để chơi với cháu. Nhưng mà theo luật thì mình không có được. Nên là bây giờ em gái Lu cách Lu có 20 phút thôi mọi người, đi ô tô 20 phút thôi gần lắm. Mà 2 tháng rồi không có gặp nhau. Đó. Ba mẹ, ông bà nội ngoại cũng không có được gặp luôn. Cứ gọi điện nói qua điện thoại vậy đó mọi người. Đó. Ừ. Đó. Chắc mẹ đi ăn rồi uống bia. Ở nhà cách ly. Không, mẹ mập úp. Ở Pháp á, từ lúc dịch tới giờ là gần 15.000 người chết. Nhiều mọi người ha, quá trời luôn. Mong cho nó hết dịch lẹ chứ. Ở trong nhà như thế này kinh khủng quá. Không có hoạt động gì hết trơn. Ăn rồi ngủ rồi ăn, suốt ngày nghỉ ra ăn cái gì thôi. Ngon không con? Ê. Ngon rồi. Ừ, con ăn từ từ thôi, hết trong miệng rồi con mới lấy thứ khác. Trong miệng chưa có hết là không được bỏ vào, ok? Ừ? Dạ mẹ. Dạ mẹ. Ừ. Mẹ, dì tí tí. Ừ. Dì câu uống trăng. Ừ. Đó là, mẹ ơi sao cái miếng này nó nhỏ quá mẹ. Ngon quá. Ước gì á, hết dịch nhanh á. Lu đi về Việt Nam á, Lu mang cái này nhiều thì là nhiều về Việt Nam. Mời bạn bè mọi người á, nhậu, uống bia, ăn này. Lu mong lắm, mong hết dịch lẹ để về. Hôm trước Lu mua vé máy bay để về Việt Nam rồi mọi người. Cả gia đình về luôn. Xong rồi bị bùng dịch ở Việt Nam bên này, Trung Quốc bùng dịch á. Xong rồi hủy vé máy bay. Mọi người biết không, hủy vé máy bay luôn mất phí 18 triệu. Thì phải hủy thôi. Chứ về dễ bị lây á. Tại vì mình check in check out rồi quá cảnh ở sân bay lâu á. Thì cái sân bay là cái môi trường mà dễ bị nhiễm virus á. Sợ dính hai đứa con á. Nên là đâu có dám về đâu. Nên là Lu hủy. Mất 18 triệu. Tự nhiên mất. Một cách rất là oan uổng. Chờ hết gì thì luôn mua vé khác luôn về. Ngon. Mẹ thấy con ăn hơi bị nhanh đấy. Con có chờ papa không? Mẹ ăn giòn giòn ngon cực. Từ từ thôi. Nhá. Bia này 8,5 độ là Lu uống một chai là Lu say đó. Ngà ngà đi nghiêng nghiêng á. Ê cà chô. Dì ba đư. Nó muốn dì tôi đứa. Ừ. Ừ rồi. Ok. Ba đứa. Nói mẹ. Mẹ ăn từ từ thôi. Mẹ ăn một cái một thôi. Mẹ ăn gì mà lúc hai cái. Ta lanh ta lẹt lắm. Ô, em đi ra dạy rồi.
Thôi để Lu đi vô coi em đi ra khóc. Papa với em đi ra làm gì trọng? Cho papa ra uống ha, uống bia với mẹ. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Ở bên này thì ăn tối, ở bên Việt Nam thì chuẩn bị ngủ rồi. J'ai ma télé et tout, j'ai Ăn từ từ thôi nha. Tandis, j'ai alors 20 prises électriques de prise. Donc plus les câbles réseau pour tous les trucs machin, enfin voilà, c'est un vrai truc. Et donc du coup, j'ai mis un Đấy, je pense c'est les trucs j'aime pas les petits trucs tu sais que tu tournes machin avec un petit fil de métal dedans, là, tu vois. Je sais plus comment on appelle. Du coup, ce que j'ai pris, c'est un peu la même chose, mais c'est du velcro en fait. Ăn khai vị Donc, mọi coup, người. Voilà, c'est des trucs, voilà, comme ça tu les attaches bien et puis c'est cool quoi. Et voilà, du coup j'ai mis ça. Parce qu'après, des ranges câbles. Enfin, après, il y en a, ils mettent un peu. Alors, je sais que moi, sur le petit bureau que j'ai dans ma chambre, je peux faire passer les câbles en dessous. Du coup, j'ai un petit trou dans le bureau, je fais passer les câbles en dessous. Du coup, ça évite que ça traîne derrière et que ce soit un peu trop visible. Mais sinon, non, il n'y a pas trop de trucs miracles quoi. Généralement, je prends ça quoi. Ngon không con Lisa? Ça, j'ai acheté ça sur Amazon et puis ngon hả? J'en ai gật đầu mới ngủ dậy á. Et voilà, ça permet d'avoir